Dạ em xin chào cô chú anh chị và bạn. Nay giới thiệu cái bộ combo là phục trước và phục sau của Si Bình Xăng Con mà Si Đùm nha cô chú chị. Thì cái phục này hôm nay em về lại cái lô phục tháo xe. Thì số lượng về khoảng chừng mười mấy đôi thôi nha cô chú chị. Phục trước nè. Thì phục tháo xe này là chính hãng, em đang bán là nguyên cái cặp như thế này. Đẹp như thế này là 450 ngàn nha cô chú anh chị. Thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì mình cho cô chú anh chị. Nhiều khi đây nó nắm nắm tí xíu nè. Trời trời tí xíu nè, cái phục tháo xe là còn cái dấu ốc tháo nha cô chú anh chị. Dấu ốc á, dấu con ốc mà con tán người ta bắn để rút cái cốt bánh xe ra. Đây nè. Mình quay cận cảnh cái phục. Nói chung là mình thấy là như mới trong hãng luôn nha cô chú anh chị. Thì tháo xe ra. Nhiều đây ngay đây giống như nói chung là trầy không đáng kể nha cô chú anh chị. Lúc nào người ta thao tác á, thì lúc nào cũng phải có cái tha tháo ra một cái lô xe vậy đó, người ta đưa đi qua nước ngoài thì người ta vứt trong cái xưởng thì cũng phải có trầy xước chút nha cô chú anh chị. Một cái lô này là gì là mới nha cô chú anh chị, chưa xài đó cô chú anh chị. Thấy cái độ mới cũng như là gần như chính hãng mới trong hãng luôn nha cô chú anh chị. Thì nó có cái dấu bắn ốc tháo rút cái con cốt ốc kìa nè, hai bên hết nè đó. Từng cái mã số trên phục này nha cô chú anh chị. Đây cái đầu đó. Đây là mới chưa xài, hầu như vừa mới tháo nha cô chú anh chị, không tháo lâu. Thì 450 ngàn chưa bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nên kết hợp với phục chính hãng sao của Nhật nè. Thì Si á, mình chuyển qua về cái mã Si Bình Xăng Con đầy đầu á, chuyển qua cái mã CFI 10 ly là xài ngon nhất nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có ba cái màu để mình lựa chọn, đó là màu đen nè, màu bạc và màu đỏ. Thì xe ai muốn đổi màu hay là đi theo cái phong thủy của xe á thì cứ chọn nha cô chú gì. Thì mình giới thiệu cái màu bạc trước đi. 450 ngàn. Thì cái cặp phục này quá ngon nha cô chú gì. Mình thấy còn rẻ hơn phục hồi nữa đó. Phục hồi mình thấy nếu á cô chú gì thuê người ta phục hồi cũng phải 200 mấy á. Còn cái này gì chỉ gáp thôi. Đây màu bạc nha. Màu bạc nha cô chú gì. Đây là phục 10 ly. 450 ngàn chính hãng nha cô chú chị. Thì cái gym đó là cung cấp vô cái hãng Yamaha mình đó. Chứ gì mua cái này. Nếu gắn cho Si Bình Xăng Con thì đổi cái Argo này ra. Cái này là mã Si Tao FI 10 ly. 10 ly là ở đây nè. Thì gắn cái kia cô chú chị cần lụm cái Argo cũ á. Mình bỏ vô đây là xong đó. Rồi mọi thứ nó giống nhau. 450 ngàn nha cô chú chị. Đối với phục sao cô chú chị có thể chọn lựa là ba cái phiên bản màu. Đen đỏ bạc như cái chứ gì nè. Cái này là chính hãng luôn, có mua gì cũng như là chính hãng Yamaha đó. Một cặp như vậy, nếu ai mua bộ như vậy chỉ có 900 ngàn thôi đó. Vì mình coi như cái dàn chân mình đã xong. Cái màu đen như cái chứ gì, lấy ra cái màu đen cho cái chứ gì xem. Cục này là tháo xe mới chưa xài nha cô chú chị, chính hãng luôn á. Nước sơn đẹp quá, như mới. Trong hãng bán cái cặp này là trên 1 triệu nha cô chú chị. Mình bán vậy là cho như là chưa có được nửa giá. Cô chú chị cân nhé. Rồi kết hợp với Si Bình Xăng Con mình đổi chuyển qua cái mã 10 ly hết cho mình. Không có ai đi cái mã 8 ly nữa hết nha cô chú chị. Vì lấy cái Argo cũ, Si FI á, nó khác với Si thường là ở chỗ Argo này thôi. Argo kia là cái con ốc lớn hơn thôi. Sàn Argo ra qua là được rồi. Lấy cái dít ở nãy này ra là nhét Argo cũ vô. Đây là màu đen. Mình lấy cái phiên bản màu đỏ nữa nha cô chú anh chị. Màu đỏ. Chặn cái này thôi nó chạy. Màu đỏ nè. Tao CFI nè. Là xài chung á. Rồi Si Bình Xăng Con mình luôn. Si đầy đầu á. Xài qua cái mã 10 ly. Ngon lắm cô chú anh chị. Ai xài rồi cũng thích. Màu nào cũng đẹp hết. Đúng là cái công ty mình nó sản xuất cho hãng là thấy mình thấy hết xuất sắc như cô chứ gì. Đây, mình mua trọn cái bộ như vậy chưa được mua được cặp phục trước ở trong hãng nữa nha cô chứ gì. 450 cộng với 450 chỉ là 900 ngàn thôi. Cô chứ gì có thể là chọn phương án mua lẻ từng đôi cũng được. Đẹp. Màu đỏ đẹp quá.
Đây nè. Rồi, có chứ anh chị. Còn có bạn hỏi mình trên bàn mình là cái gì? Đây là cái bi vẫn con nha. Bận bi vẫn con của Honda là phải xài cái bạc này nè, bạc đồng này nè. Thì cây cốt á, nó vô đây thì nó làm thí dụ mòn, nó sẽ mòn thằng này mình thay thế được, không có mòn cốt nhôm hú nhưng cái gì thì mình cân nhắc cái đó mình xài, đừng có xài ngoài cái gì. XKF là đứng đầu trong ngành mặt đạn rồi. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị.